Bữa nào lên Lotte Mart quận 7 lầu 3 làm về buffet đi chủ thất ơi, úp lên cho anh em xem đi, thấy nhiều người quay mà không hết món. Là một bình luận trong video mình review buffet tôm hùm ở Sheraton, thì qua mô tả của khán giả này mình cũng đâu đó đoán được tên của nhà hàng. Nó không mới và cũng không lạ đâu các bạn. Chỗ này cách đây 2-3 năm mình cũng đã đến dùng bữa một lần rồi. Thật sự là rất nhiều món luôn, nhưng mình thì mình chỉ e là ăn không hết, chứ không sợ là quay không hết món ở đây đâu. Và bây giờ mình mời mọi người cùng xem cũng như trải nghiệm dịch vụ các món ăn tại đây cùng với mình nhé. Thân chào các bạn đã trở lại với She Cooking and Sharing. Mình đang có mặt tại Lotte Mart quận 7. Còn nhà hàng mình đến có tên là Buffet De Marit, tọa lạc tại tầng 3 của trung tâm siêu thị này. De Marit còn có một chi nhánh khác ở đường Cộng Hòa, quận Tân Bình. Mức giá cuối tuần dành cho buffet buổi tối nếu tính luôn thuế sẽ vào khoảng 620.000 một vé. Nhà hàng có một không gian sáng với tông màu ấm, rất là sang trọng và không hề bị xuống cấp sau nhiều năm, rất hay. Còn sức chứa thì mình ước chừng là hơn 300 khách. Nếu để ý kỹ, nhà hàng họ đã chia không gian thành 8 quầy để lấy món ăn, chủ yếu là đến từ 6 nền ẩm thực chính như Mỹ, Ý, Hoa, Việt, Hàn và Nhật. Quầy đầu tiên là quầy steak, ẩm thực theo kiểu Mỹ, Ý và Mexico với các món như là khoai tây chiên, ức gà chiên xù, bánh nacho với nhiều loại topping đi cùng. Bên này là rau củ nướng than, hải sản phô mai sốt kem, nui xào, thịt bò băm kiểu hamburger. Kế bên là mì giòn với bò hầm và tôm sốt mentai. Sốt mentai hay còn gọi là sốt mentaiko chính là trứng cá tuyết đó các bạn. Còn beef steak thì mình order tại chỗ luôn nha, mấy anh này nướng nhanh lắm. Sốt ăn kèm thì có hai loại, sốt demi là loại sốt đậm vị bò, có vị mặn nhẹ. Sốt tiêu xanh thì nồng và thơm hơn, mình thì mình sẽ chọn sốt demi theo khẩu vị cá nhân. Sang quầy thứ hai là pasta và pizza. Đây là nơi mình có thể order trực tiếp những đĩa mì Ý nóng hổi từ các đầu bếp tại đây. Có sốt kem, sốt cà chua, sốt hoa hồng, ăn cùng là các loại hải sản như nghêu, vẹm và tôm tươi. Dĩ nhiên là có cả pizza nữa, nhưng lưu ý quầy này mà ăn đầu tiên là dễ no lắm các bạn nha. Quầy thứ ba là súp và khai vị với 4 loại, súp cua, súp gân bò hầm, cháo bí đỏ và súp nấm. Salad thì cũng khá đa dạng với salad cá hồi, salad trái cây, salad nấm, salad bí nướng, salad gà và thịt bò. Nói chung là rất rất nhiều, có mấy món mình cũng chưa từng thử và cũng không biết tên nữa. Còn nếu nói về món khai vị đặc biệt nhất, có lẽ là súp bánh nướng. Hiện tại mình chỉ thấy ở buffet De Marit có thôi, lát nữa mình sẽ review thử cho mọi người cùng xem luôn. Quầy thứ tư là khu vực món Việt kết hợp món Hoa. Tại quầy này sẽ có các loại ốc chế biến sẵn như là ốc cà na, ốc móng tay, vẹm đen và ốc hương quế. Kế đến là sò dẹo, sò sữa, sò điệp và ốc bu sốt tiêu. Ngay bên cạnh phía bên tay trái sẽ là một dãy đồ xào chiên nướng tổng hợp, cũng rất là phong phú nha. Có cá chép sốt chua ngọt, sườn sốt BBQ, cánh gà và đặc biệt là có cả thịt cá sấu nữa các bạn. Nhưng mình xin phép chỉ quay cho biết chứ không ăn và không review loại thịt này nha. Còn cái này là đậu hũ tứ xuyên, cải sốt dầu hào và ghẹ sốt chua ngọt với cơm chiên. Đi cùng là 4 loại nước chấm khác nhau. Quầy thứ 5 là các món ăn của Hàn Quốc. Cá nhân mình thấy đây là khu vực có số lượng món ăn đa dạng nhất. Chúng ta có thể tìm thấy những món đặc trưng của người Hàn như là ghẹ găm tương, ghẹ sốt cay cùng với đầy đủ các loại kim chi, cải thảo hay trứng cuộn kiểu Hàn. Tuy nhiên, ở khu vực này họ cũng pha trộn một vài món ăn của Nhật Bản như là lẩu shabu, tempura và bánh xèo Nhật. Quầy thứ 6 là trái cây tráng miệng như dưa hấu, xoài, thanh long, chanh dây và các loại nước trái cây. Quầy thứ 7 chính là khu vực pha trà, cà phê. Ở đây có một tháp sô-cô-la và một thùng làm kem cho các bạn nhỏ có thể thoải mái thưởng thức.
Kế bên là tủ bánh ngọt thì họ làm rất đẹp và đa dạng nha. Chưa biết ngon dở thế nào nhưng về hình thức và cách bày trí có thể nói là 10 điểm, đẹp và bắt mắt không thua gì các nhà hàng 5 sao. Tại vị trí này còn có một tủ dành cho thực khách để tư trang khá là chu đáo. Quầy cuối cùng là các món Nhật, mình xếp nó ở cuối vì khu vực này nhà hàng bố trí khá sâu, đi từ ngoài vào mình sẽ không thấy ngay được đâu. Tại đây chúng ta có thể tìm thấy các loại súp miso, súp nghêu, các loại topping ăn cùng với hai loại súp này. Ngoài ra còn có mì udon xào, đầu cá hồi kho, tteokbokki của Hàn, đặc biệt còn có chả cá của Hàn nữa, khá là lạ ha. Còn quầy này là trứng hấp, có một cái chén bị mẻ mình nhờ anh đầu bếp thay đi mà anh cũng chẳng thèm quan tâm. Kế đến là khu vực sashimi, có hai loại quen thuộc là sashimi cá hồi và sashimi cá ngừ, nhìn rất tươi và chất lượng, màu sắc khá đẹp, lát nữa mình sẽ khai vị thử hai loại sashimi này. Còn đi tiếp sẽ có các loại nigiri cá hồi, nigiri bạch tuộc, nigiri mực cũng như các loại cơm cuộn khác, Hàn Quốc có, Nhật Bản cũng có. Còn về gừng hồng, wasabi, nước tương chúng ta có thể tự lấy ở quầy cuối cùng thuộc dãy sushi, kế bên quầy lẩu nấm các bạn nha. Và bây giờ mình sẽ đi vào review chi tiết đĩa khai vị đầu tiên, có sashimi, cơm cuộn, nigiri, cá ngừ áp chảo, chả cá Hàn Quốc và trứng hấp. Đầu tiên là cá ngừ áp chảo có độ tái vừa, độ dày hoàn hảo, thịt tươi, chắc và ngọt. Suất ăn cùng có vị mặn nhẹ, kết hợp với lá chanh tươi rất thơm mà không bị chát, khá tốt. Về sashimi cá hồi thì có màu sắc đẹp, vân mỡ rõ ràng, vị ngọt thanh, béo. Tuy nhiên wasabi ở đây có chất lượng không được tốt cho lắm, làm mình có một cảm giác bị cay xè, hơi khó chịu một chút khi ăn. Nước tương Nhật thì ổn nha, thơm, mặn vừa, không làm ảnh hưởng đến hương vị của cá. Cá ngừ thì tạm được, chắc thịt và không bị tanh, vị hơi nhạt một chút. Các loại nigiri tôm, bạch tuộc, mực, có phần cơm hơi nhiều, thiếu giấm. Nắng chưa đẹp, lá cắt của tôm và bạch tuộc khá mỏng, chưa tạo được cảm giác ăn tốt cho cá nhân mình. Độ dai thì có nhưng về độ ngọt thì mình không cảm nhận được rõ ràng ở cả ba loại nigiri này. Cuộn cá ngừ phô mai thì rất ngon, gạo dẻo, hương vị cá ngừ được thể hiện rõ ràng, kết hợp cùng vị thơm béo của phô mai mình thấy rất là hợp lý và dễ ăn. Còn món này là cuộn cá hồi cay, được bọc quanh bởi lớp bột vàng giòn, bên trên là những miếng cá hồi được cắt nhỏ có vị cay và mặn nhẹ, bên trong là rong biển và thanh cua. Điểm sáng duy nhất của món này là phần cá hồi rất ngon, đậm vị. Điểm trừ cũng là điểm trừ chung cho các loại cơm cuộn tại đây là cơm rất nhiều và rất nhiều. Chuyển sang chả cá Hàn Quốc, nước dùng khá là nhạt nha, hương thơm rất nhẹ. Chả cá que mình thấy khá hơn là chả cá miếng bởi nó dai hơn và ít bột hơn, còn nếu nói ngon thì chưa tới mức ngon đâu. Kế đến là phần trứng hấp, có tỷ lệ trứng và nước rất tốt nên trứng rất là mịn, dẻo, cho vào miệng là tan, đồng lại vị trứng rất thơm. Tuy nhiên vị ngọt thì không có, tôm, nấm hay bông cải ăn cùng cũng chỉ để cho có chứ chưa thực sự hòa hợp về mặt hương vị, tạm được. Đĩa thứ hai là tôm càng, có con tươi con không, nói chung là không ổn định. Thịt hai con mình ăn có độ chắc vừa, ngọt nhẹ, mình không đánh giá cao lắm, còn muối ớt xanh thì khá ok, chua ngọt nồng vừa phải. Đĩa thứ ba là các loại sò, ốc gồm có sò dẹo, sò sữa, sò điệp, ốc bu, ốc hương quế và ốc móng tay. Thì trừ ốc móng tay ra, hai loại ốc mình đang thử đều không tươi, thịt bở ăn cũng không có vị ngọt tự nhiên, đặc biệt là ốc hương quế mình thấy rất là đáng tiếc. Còn ốc bu thì được cái thơm tiêu chứ phần thịt thì cũng teo héo luôn các bạn. Các loại sò thì bị nguội lạnh và đã bị khô do trưng bày quá lâu ngoài không khí, mình cũng không có gì để đánh giá thêm. Đĩa thứ tư là các món nướng xào của Việt Nam với phần nem nướng có vị ngọt chiếm ưu thế. Thịt có độ dai và thơm xả rất tốt. Cá chép chua ngọt thì có nhiều xương, nhà bạn nào có trẻ nhỏ lưu ý món ăn này nha. Phần bột được chiên giòn khá tốt, thịt cá ngọt tuy nhiên có một chút tanh nhẹ. Ít chiên ăn cũng tạm được với phần thịt chắc, có vị ngọt nhiều, điểm trừ là hơi bị ngậy dầu. Còn lại là ba chỉ nướng cũng như sườn cây sốt BBQ mình thấy ớt cũng rất thấm. Tuy nhiên thịt heo chưa được mềm cho lắm ở cả hai món này. Nạc ở phần sườn lại quá dày nên cắn và nhai rất khó cũng như mau ngán. Đậu hũ Tứ Xuyên cũng là một món ăn nổi tiếng nhưng không phải nổi tiếng ở đây.
đậu hũ họ làm chưa tới, sốt ớt và thịt bằm hoàn toàn không thấm và không ăn nhập gì với phần đậu hũ. Để cuối cùng là ghẹ sốt chua ngọt và các món ở quầy steak. Đầu tiên mình sẽ thử tôm sốt mentai có phần thịt tôm rất chắc, ngọt. Phần vỏ tôm họ để nguyên nhưng rất mềm nha. Sốt mentai thì có hương vị phô mai là chủ đạo, có độ thơm và ngọt vừa, ăn rất là nịnh miệng, khá tốt. Tôm sốt kem cũng khá ngon, phần tôm chắc, ngọt, kem không quá béo, hậu vị có vị thơm kem sữa nhẹ nhàng rất là dễ chịu. Phần thịt bò băm hamburger thì bị khô, hơi thiếu một chút độ ẩm cũng như độ béo bên trong, nêm nếm còn nhạt, chưa tới. Cơm chiên thì quá ư bình thường so với mức giá hơn 600 ngàn để vào đây. Còn ghẹ sốt chua ngọt thì chỉ có vị ngọt thôi các bạn. Ghẹ không được chắc cho lắm, phần thịt không có độ ngọt và cũng mất đi độ ẩm nên món ăn này ăn cho vui miệng chứ không có để lại ấn tượng nào đối với cá nhân mình. Chuyển sang phần beef steak, thịt bò có độ mềm hoàn hảo, độ ẩm cao, sốt rất ngon, bổ trợ rất tốt cho hương vị có sẵn trong thịt bò. Điểm trừ là phần thịt quá mỏng nên bếp ở đây họ canh độ chín tái, chín vừa không được chuẩn đâu nha. Nếu miếng thịt này được cắt dày hơn 30% thì mình nghĩ sẽ ngon hơn rất nhiều. Và phải đợi tới cuối buổi, bụng chưa quá no thì mình mới bắt đầu thử những món ăn có nhiều tinh bột như là súp bánh nướng. Đây là một loại súp kem nấm được chế biến đặc biệt theo kiểu đúc lò với lớp bột ngàn lớp bên trên. Khi ăn mình sẽ dùng nĩa cắm vào giữa hoặc tách sang hai bên, cho từng mẫu bánh vào ăn cùng rất là ngon và đặc biệt. Đây là món mình thấy thật sự ngon trong tất cả các món ăn từ nãy giờ mình trải nghiệm. Vị kem nấm rất ngọt, thơm, béo nhẹ. Ăn cùng với từng mẫu bánh ngàn lớp tơi xốp tạo cho mình cảm giác rất nhẹ nhàng và hương nấm tỏa khắp khoang miệng rất tuyệt vời. Pizza cũng khá ngon nha, có lớp bột mỏng, mềm, không bị dai, phần phô mai có chất lượng tốt, ngọt, hòa quyện cùng nấm và lá basil rất thơm. Cuối cùng là các loại bánh tráng miệng có panna cotta, tiramisu, mousse xoài và red velvet. Thì trừ bánh red velvet thì mình thấy hơi nồng hương liệu ra, ba loại còn lại có độ ngọt vừa phải, không bị gắt, có một chất lượng chung chung, chấp nhận được, còn hình thức thì rất đẹp. Kết lại, Di Madrid có điểm mạnh ở không gian sang trọng, rộng rãi, sự đa dạng món ăn có thể nói là thuộc top đầu trong phân khúc buffet tổng hợp tại Sài Gòn. Tuy nhiên, một nghề cho chính còn hơn 9 nghề. Với mức giá hơn 600 ngàn để mua sự đa dạng món ăn mà thiếu đi tính tập trung thì đối với cá nhân mình là chưa thực sự thuyết phục lắm. Và cũng xin lưu ý, khẩu vị của bạn mới là quan trọng nhất. Review của cá nhân mình chỉ để tham khảo thôi nha. Nếu thấy video này hay và hữu ích, nhớ bấm like và subscribe kênh để luôn nhận được nhiều nội dung mới từ mình. Thân ái và hẹn gặp lại!